Với tỷ lệ 156 phiếu ủng hộ và 143 phiếu chống, chính phủ Hy Lạp ngày hôm qua đã vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập cánh tả đề xuất liên quan bê bối nghe lén nhằm vào các chính trị gia cấp cao, giới chức quân đội, nhà báo cũng như giới lãnh đạo doanh nghiệp ở nước này. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi phe đối lập cáo buộc phần mềm gián điệp của cơ quan tình báo quốc gia EIP có thể theo dõi các cuộc điện thoại di động, danh bạ, dữ liệu lưu trữ, cũng như bộ phận thu âm và máy ảnh của thiết bị theo dõi. Tuy nhiên, chính phủ Hy Lạp đã phủ nhận mọi cáo buộc trên. Thủ tướng Mitsotakis khẳng định việc nghe lén điện thoại là hành động không phù hợp và bản thân ông không đồng tình với việc làm này. Lực lượng cảnh sát Iran hôm qua cho biết một vụ tấn công vũ trang đã xảy ra tại Đại sứ quán Azerbaijan tại thủ đô Tehran, khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Đối tượng thực hiện vụ tấn công đã bị bắt ngay sau đó. Truyền thông sở tại dẫn lời người đứng đầu lực lượng cảnh sát Tehran cho biết đối tượng tấn công đã đi vào Đại sứ quán Azerbaijan và bất ngờ nổ súng khiến người đứng đầu lực lượng an ninh tử vong và hai nhân viên an ninh khác bị thương. Đối tượng này đã ngay lập tức bị khống chế và bắt giữ. Vụ tấn công được mô tả là vì lý do cá nhân và động cơ gây án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngay sau vụ tấn công, Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã cho sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán rời khỏi Iran, đồng thời chỉ trích chính quyền Tehran cần chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ tấn công. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran và Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Ngày hôm qua, Hàn Quốc cho biết giới chức quân đội của nước này và Mỹ đã ký tuyên bố tầm nhìn chiến lược nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác song phương, bao gồm an ninh không gian và các lĩnh vực mới khác. Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ 9 ngày từ ngày 21 tháng 1 của Tổng tham mưu trưởng Park Jong-hwan. Tuyên bố tầm nhìn chiến lược đề ra mối quan hệ hợp tác an ninh giữa hai bên trong các lĩnh vực như khoa học, quân sự, công nghệ và vũ trụ, phù hợp với các nỗ lực nâng cấp quan hệ song phương lên liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu, như lãnh đạo hai bên đã nhất trí tại một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 năm ngoái. Sau lễ ký, giới chức quân đội hai nước cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận về cách thức tăng cường quan hệ, cũng như mở rộng trao đổi và hợp tác. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ đến Seoul vào ngày 29 tháng 1. Đây sẽ là chuyến công du Hàn Quốc đầu tiên của ông Austin kể từ tháng 5 năm 2022. Cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO vừa đưa ra chỉ định về Odessa, thành phố cảng chiến lược bên bờ biển Đen của Ukraine. Theo đó, di sản thế giới này đang gặp nguy hiểm. Chỉ định tình trạng hiện tại của Odessa được quyết định sau phiên họp của Hội đồng UNESCO ở Paris. Đây là động thái nhằm bảo vệ di sản văn hóa Odessa, vốn đang bị đe dọa kể từ chiến dịch quân sự của Nga và Ukraine. Theo đài France 24, chỉ định này nhằm cho phép di sản thế giới Odessa tiếp cận viện trợ quốc tế về tài chính và kỹ thuật, cũng như phản ánh quyết tâm chung của UNESCO để bảo vệ thành phố khỏi sự hủy diệt lớn hơn. Trong cuộc xung đột, thành phố Odessa nhiều lần bị ném bom. Vào tháng 7 năm 2022, một phần mái kính lớn và cửa sổ của Bảo tàng Mỹ thuật Odessa được khánh thành vào năm 1899 đã bị phá hủy. Ukraine là quê hương của 7 di sản thế giới, bao gồm nhà thờ Saint Sophia và các tòa nhà tu viện liên quan ở thủ đô Kiev. Cho đến nay, chưa có địa điểm văn hóa nào tại 6 di sản thế giới ở Ukraine bị hư hại vì xung đột. Các nhà Ai Cập học mới đây đã phát hiện ra một ngôi mộ pharaoh gần thủ đô Cairo chứa xác ướp được cho là lâu đời nhất và hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện ở nước này. Hãng tin Reuters và AP dẫn lời nhóm khai quật cho biết xác ướp 4.300 tuổi được tìm thấy ở phần dưới cùng của một đường hầm dài 15 mét trong nhóm lăng mộ của triều đại thứ 5 hoặc 6, kéo dài từ 2.500 trước công nguyên tới 2.100 trước công nguyên gần kim tự tháp bậc thang ở Saqqara. Xác ướp này là của một người đàn ông tên là Hekashep, được phủ kín trong các lá vàng, nằm trong quách bằng đá vôi và được niêm phong bằng vữa. Theo các chuyên gia, đây là xác ướp lâu đời và hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy ở nước này cho tới giờ. Những nỗ lực khai quật ở Saqqara trong những năm gần đây đã mang lại một số khám phá khảo cổ nổi tiếng, bao gồm việc khai quật ngôi mộ 4.400 năm tuổi của thầy tế Wahai vào năm 2018 và việc phát hiện hàng trăm xác ướp động vật cũng như tượng một năm sau đó. Ai Cập hy vọng các khám phá mới sẽ giúp hồi sinh ngành du lịch của nước này.